Hello anh em nhá, series chế tạo búa thì Chiron Covid năm thứ 3 anh em ạ. Đấy, hôm nay mình đang làm cái bình xăng rồi. Thì nãy mình có quay cái đoạn làm thiết kế cái hộp này rồi này, nhưng mà mình quay vào để xem video chính anh em nhé. Cái này mình còn sẽ cho anh em xem thêm một đoạn công đoạn làm của mình chưa có vlog ngày hôm nay. Đây là cái cổ lấy nhiên liệu chứ, cổ lấy nhiên liệu à, cổ để rót nhiên liệu vào đây nó chảy một mình mà lốc anh em ạ. Nãy mình làm phần kia mình phải quay rồi thì các thứ này là không quay cho anh em xem được nhé. Cái này tranh thủ chú mình đang nghiên cứu mình quay lại cho anh em xem thôi. Dung tích của nó khoảng 10 lít ấy. Đúng vậy, 10 lít xăng ấy. 10 lít xăng ấy. Xong bình xăng thì sẽ tiến hành cái công đoạn gì chứ nhỉ? Lắp vỏ nhỉ? Lắp vỏ. Qua đi kìa anh em ạ. Ô. Cho anh em xem. Cho anh em xem luôn chứ nhỉ. Đây đây, quên mất. Rồi. Là chú bóc ra đó, cháu cầm máy quay cho đó. Sáng giờ nào? Ôi chói không? Không nói cho anh em. Nào bóc ra anh em tự hình dung. Có chói không? Chói á, không chói đâu. Cái này nó là cái gì? Chú bóc chú kém chuyên nghiệp quá. Cái này thì bóc quần đó. Dàn xé theo kiểu sinh tồn ở trong rừng không có dao đó. Làm đây kéo đi. Làm đây kéo đi. Sao thấy vậy không? Ở đây đây đi. Thế vậy không chuyên nghiệp rồi. Kéo thì nó lại gì quá. Nó đơn giản. Vậy thì thôi anh em xem này thôi. Còn đâu còn mình chưa test được cái này. Cái này chưa phải lúc test anh em ạ. Món hàng mua quần áo à? Quần áo cháu làm sao nó quay vào vlog của các bạn xem được. Nó liên quan đến xe mà. Sao cái này nhẹ thế? Nhẹ. Giống chứ. Nhẹ tinh thế này. Hay là hàng giả đó. Vì nếu mà hàng giả thì đấy là một cái video mình quay lại bằng chứng nhỉ. Cháu nghĩ hàng giả đâu. Bọn này vứt vào thùng rác, cẩn thận. Wow. Perfect. Đẳng cấp. Đẹp thế. Wow. Đẹp chưa? Cười. Đẹp chưa? Vì cái này vừa kịp với mình luôn. Nó là cái gì vậy? Nó là cái gì chứ? Này chụp ống xả bằng titan anh em ạ. Titan. Đẹp chưa? Nhẹ. Vật liệu là anh em ạ, một lốc này, một lốc carbon anh em ạ. Nó phải tí anh em lại bắt bẻ mình đấy. Nhưng mà đây là cái phần chụp để cái cổ bô nối ra nhá. Bọn mình định chế nhưng mà thấy trên mạng là bán đồ khá đẹp mà chế cái này đắt đấy chú ạ. Mình chế là có khi đắt hơn cả cái mua này cơ. Mà mua này nó có cái màu này khá đẹp này. Nó perfect, good shop, amazing. Yeah. Tuyệt nhỉ. Nó là cổ bô ô tô ấy, không biết cái đống có vừa không? Chú đem ra lắp luôn nó vừa không? Lắp vừa. Lắp cái bầu hơi của mình ấy.
chắc cũng được. Cái này người ta cũng hàn như mình thôi, xong người ta đánh bóng này đây đi, chứ còn mỗi hàn khéo còn thua hơn mình ấy chứ. Như vậy hay là mình cũng chế về để bán cho, bán thì không ai mua ấy. Ba con ốc này là ba con ốc thiết đấy, cái gì? À, cứ vặn ra để cho vào kia. Để đây, ra lấy bộ. Nó trống như này đẹp này. Thì hai quả bô SC kia kìa, ở trong hộp thói anh em nhìn. Mình nhờ, cái này mình không dùng nữa anh em ạ. Bầu. Bầu tự chế khá đắt tiền đây nè. Cái lốc này lốc khác này chú ạ. À, cũng là lốc. Đây là 3x4. Lốc này lốc dày phải không? Ừ. Nhưng mà cái này nó được đánh bóng hay là nó làm cái làm kiểu gì để nó bóng vậy? À, đánh bóng này. Đánh bóng à? Ừ, đánh bóng. Cái này của mình có làm được vậy không? Có chứ. Cũng làm được vậy. Mình còn đánh nó còn bóng hơn chẳng qua đây là mình làm ráp tô thôi thôi. Nhưng còn đây nó đánh bóng mà. À, đây bên trong mình nhỉ. Bên trong nó cũng. Đấy, bên trong nó thế. Như bên ngoài của mình đâu. Đây gọi là làm màu. Khá là tuyệt đấy. Ờ, cái cổ bô này mình mua 310.000 cả tiền ship anh em ạ, là 310.000 Việt Nam đồng, 310.000 một shop trên Hà Nội. Không đắt nhỉ? Không đắt lắm. Thì lúc ở chỗ mình là 90.000 một cân thôi nhỉ. Đây hình thức nó vậy đây. Thế nó phải trống trời quá. Đây à. Ấy nó trống trời vậy kìa. Cho nó thiết mấy bưu vừa không? Vừa khít ta. Chít nha. Vậy thì nó mới thì, chắc vậy chứ. Gì đi. Có cái này có gõ vào ấy. Không, ở cái chỗ này là bên trong người ta khoan đấy nên. Thế là nó còn mới khoé á. Khoai. Ba vi à? Ừ, ba vi đấy. Ui sục. Rinh 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 rinh. Cái này thì bọn mình tháo cổ bô anh em ạ. Tháo cổ bô để làm rồi nên là chưa đặng, nếu mà không tháo cổ bô thì có thể test luôn cho anh em xem quả này luôn nhưng mà. Thôi. Đẹp kìa. Nhưng mà đẹp. Thích được. 300.000. Chú tự tin nếu mà mình làm cái này bán của anh em là mua không? Mình mà làm thì chắc là không có ai mua đâu. Không mua đâu. Chế. Cái này là có máy nó dập một cái vành như này. Không. Cái này là người ta mua về. Cái này người ta mua về Thái. Đây đi. Xong bắt đầu là người ta mới hàn vào liền đây đi. Đây có phải như kiểu đút ra. Cái này đút vào cái ống này. Ừ. Cái này đút vào cái ống này không hàn. À vậy? Đấy thế. Ừ, đúng rồi. Phần này là phần dập kiểu trong khuôn sắn này. Ừ. Cái này là máy dập khuôn thôi. Ừ. Còn đây là gia công. Gia công cái đoạn là chữ Y vậy thôi. Chữ Y gia công. À, chú đi ra đặt cái này vào khu vực đấy để cho các bạn hình dung qua tạm. Đấy, cái body của mình vẫn chưa vào anh em nhé. Mà thầy kia. Nhưng mà ống xả lắp vào đó. Thì mình đặt ống mà thôi, ống xả đây rồi anh em còn tháo ra rồi nên là con này muốn test không test được anh em ạ. Bật điện lên nhanh. À. Perfect anh em ạ. Đấy. Ở đâu? Nó có ra đây. Nhưng mà cái phần vỏ của mình có thể ra đây đấy. Thì mình sẽ phải thiết kế lại cái đoạn này nó dài ra. Ừ. Nhưng mà cái đấy thì để cái lúc mà làm vỏ vào rồi ấy, mình mới căn chỉnh được. Cái này thì không sợ. Cái điện này nối ra nối vào thì cái này dễ rồi. Vừa đẹp nhỉ. Nhưng mà chấu thế nó khá là được ấy. Oanh cái này. Ở đây nó nổ oanh phát. Quạt lửa ra hai bên này. Kinh lắm các bạn. Kinh nhỉ. Mấy chú lúc này nhá. Oanh. Bơ phải chưa? Có anh em thích chuyên nghiệp lần chưa? Dạ. Các bạn đừng nhìn ở bạn dưới này mà nghĩ ngợi lung tung nha. Đó. Đừng nhìn bạn dưới này mà nghĩ ngợi lung tung nha. À, đẹp nhé. Chứ hơi đẹp đấy. Đó, bầu này của mình cũng xịn uy tín nữa. Quả này nó nổ không có phọt khói đều ra hai bên nữa. Ui xời chết. Từ đấy chứ nhỉ. Lửa này thì mình tháo hết ra thôi. Ngày mai quay video lắp đặt bộ phận rồi.
cố gắng chủ nhật nhưng nhất TV cho anh em xem một video hoàn thiện test bô các thứ rồi thì ráp vỏ nha. Đấy, cái cổ bô thì nó nóng lên nó vàng ra chút nè. Nóng nó vàng á, nói chung là cháy. Có đánh bóng rồi nó lại vàng nó vậy thôi. Kể cả cái này chạy mấy hôm rồi đánh bóng về nó vẫn vàng. Kiểu nó nóng nhiệt nó nóng. Nhưng mà cái kia là phần màu titan thì nó có bị biến mất không nhỉ? Chắc không. Màu titan này thì tức là ở ngoài cùng này nó là nhẹ lửa nhất thì chắc không sợ đâu. Nhưng mà càng phần gần máy thì càng nóng thì nó lại càng vàng như kia kìa. Vậy thì đấy, đầu trên cổ kia vàng, đầu này có vàng đó. Công nhận nó khá là tuyệt luôn. Ủa cái này mà lắp xe máy ở đâu nhỉ? Lắp xe máy được không nhỉ? Xe máy anh em ạ. Để cái bộ này nếu mà đứng từ xa này trông giống con Batmobile anh em ạ. Đấy. Batman. Giống xe của Batman anh em thấy đúng không? Hình dung không? Nó có cái bộ này trông khá hay đi. Đó vậy thôi. Cái này này hai chú cháu lại tiếp tục làm cái phần này. Nắp bình xăng. Mình xăng mình làm xong mình cũng phải test đi. Test nước vào xem nó có bị cục không ấy. Sợ nhất lúc mà test nó rò như kiểu châm kim cái gì nha. À mình lại vá, sẽ vá xong mình lại mài nhắn đẹp ngay. Em mới gọi bình xăng này anh em thấy uy tín chưa? Bình xăng đẳng cấp thế giới luôn. Nói chung là mình chế mình làm mà có thể thôi. Còn để mà sản xuất được như nhà máy, máy móc người ta đầy đủ, người ta có. Máy móc người ta có hoàn toàn. Không nhận. Không khá là kịp đấy. Mình đặt thì hôm nay về thì cũng vừa đẹp để mình lắp vào mình quay video cho anh em xem. Bây giờ trong cái mũi hàn bên trong này, cái bên trong của nó này, đó, không to, cho anh em xem bên trong này. Nó nổ ấy, mình không dám quay gần nghe, tại gần nó nổ mà, lốc nữa nổ, nó bắn ấy, tiếng nó bắn ấy. Lốc này là mình tính ra khoảng 3.500 một cái lốc, mất khá là nhiều. Cái bình xăng này mất khoảng độ 10 cây, 2, 3, 4, 5, 6, khoảng độ 15 cây anh em. Vâng, tầm 15 cây, 15 cây thì cũng có điện 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây. Cái hàn lốc này duy nhí thôi mà mặt lốc nó đắt tiền nhưng mà chơi lốc thì nó bền. Đó, anh em nhìn xoay gương luôn kìa. Đó anh em nhìn chưa, bơ phải chưa anh em thấy bơ phải chưa?
ngoài thì nó được mà. Đây bên này nó vừa rồi nó quá. Thì chắc là à, lúc nào làm xong là mình sẽ úp cập nhật một cái video hoàn thiện hoàn chỉnh trên kênh Nhất TV mọi người nhé. Đấy, mình quay một cái vlog tranh thủ để quay lại để nói chuyện mọi người với thôi. Mỗi ngày mình quay một tí để nói chuyện, để cái kênh nói chuyện của mình. Đấy. Còn đâu, các bạn nào muốn xem video chi tiết thì xem trên kênh Nhất TV mọi người nhá. Còn đâu, bây giờ mình sẽ phải có kết thúc video ở đây để mình lại mình làm cái bát cái bệ để đựng cái bình xăng này nha. Chứ còn mình mà sẽ quay hết cái này thì mất nhiều thời gian lắm. Nên là xin chào anh em nhá. Ok, hẹn em clip tiếp theo. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Để lại ý kiến của anh em đấy nhé. Bye mọi người.